Với số lượng cư dân gốc Việt tập trung ở vùng Little Sài Gòn, Nam California đông nhất so với mọi nơi khác ngoài Việt Nam. Cuộc sống làm ăn và những sinh hoạt giải trí của người Việt các thế hệ khác nhau ở đây cũng rất đa dạng. Để có được mấy ngày vui chơi vào dịp cuối tuần hay lễ lạc, nhiều khi người ta phải lái xe đi khá xa khỏi khu vực Little Sài Gòn. Một trong những thú giải trí có tính cách gia đình được thanh niên ưa chuộng là thú lái tàu trên sông nước. Trong chuyến đi nghỉ lễ lao động Hoa Kỳ vừa qua ở khu sông bài Laughlin, tiểu bang Nevada, phố Bosa TV đã có cuộc nói chuyện với anh Tuấn Phạm, là một người có khá nhiều hiểu biết về việc mua bán và sử dụng tàu. Anh Tuấn Phạm hiện sống tại thành phố Garden Grove, là một chuyên viên chụp hình quang tuyến, đã lập gia đình và có một con gái. Cuộc nói chuyện diễn ra trên chiếc tàu mới sắm của anh Tuấn, trên dòng sông Colorado, đường biên giới thiên nhiên giữa hai tiểu bang Nevada và Arizona. Chào những người nghe đài Bosa. Con gái tên là Brianna Phạm. Brianna Phạm, cho một lời chào của với chú với lại mọi người được không? Được. Chào đi, hello là con. Say hello. Okay. Anh Tuấn, được biết anh đã tậu con tàu này cũng không lâu. Anh có thể cho biết là cái quá trình anh mua con tàu này như thế nào thưa anh? Tụi này mua con tàu này tại vì cũng muốn đi chơi nhiều lần hồ, với lại muốn đi ra hồ, với lại muốn đi speedboat. Thì cũng thích cái tàu khoảng vừa family size nên mua cái tàu Sea-Doo Challenger 180, 18 feet, kéo ra hồ với kéo ra dòng sông Colorado River ở tiểu bang Nevada với Arizona ngay cái borderline. Anh Tuấn có thể cho biết một cách rõ hơn cái tàu này là nó như thế nào? Mà số lượng người cũng như là cái mã lực của nó và cái sức chạy của nó như thế nào thưa anh? Tàu này có supercharge 215 horsepower thì chạy cũng nhanh, khoảng maximum speed khoảng 45 miles per hour. Capacity up tới 8 người với lại có cooler rồi chạy cũng nhanh, stable, có bimini top, có những phương tiện cần thiết cho gia đình thì tàu nó có đầy đủ hết. Anh Tuấn, đây là con tàu đầu tiên mà anh mua hay là trước đây cũng đã có dịp chơi qua cái thú chơi trên sông nước như thế này? Trên hồi xưa có bạn có tàu nên từ khi mà đi tàu của bạn xong sở thích nó thích, bởi vì tụi này về tụi này đi từ sưu tầm từ cái Sea-Doo qua đến cái Wayrunner loại bự, xong rồi sau khi đó family cần cái sự break in between nên tụi này phải quyết định đổi qua cái tàu. Hồi nãy anh Tuấn nói là cái Sea-Doo tức là một cái loại cano mà chở được hai người, có đúng không ạ? Đúng rồi, Sea-Doo thì chở được hai người, nhưng mà cái này là Sea-Doo boat thì nó làm thành một cái boat chở được 8 người, có thể kéo được tubing boarding hoặc là wakeboarding. Về lái xe thì người Việt chúng ta ai ở đây ở xứ Mỹ này ai cũng phải cần có một chiếc xe để lái và ai cũng hiểu luật lái xe là như thế nào. Tuy nhiên có lẽ luật lái tàu nó cũng phải có những cái luật của nó và không phải ai cũng biết. Anh Tuấn có thể chia sẻ là lái tàu, khi anh sắm chiếc tàu như thế này, cái bằng lái như thế nào và những cái luật lệ về tàu như thế nào, anh có thể chia sẻ cho những người mà sắp sửa nghĩ tới chuyện mua cái tàu, họ có một số cái kiến thức để mà có thể chuẩn bị trước thưa anh. Mua tàu thì cũng như mua xe thôi, thì mua càng mới thì chạy càng tốt, nhưng mà nhiều khi những cái đồ chơi mình mua used lại thì cũng được, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình phải biết lái tàu. Thứ hai là driver license của mình cứ giống như cái bị ticket mà trên tàu hoặc là trên nước, hoặc là giờ bị driver license suspend cũng y chang giống như trên lái xe trên highway. DUI nó cũng apply cho tàu hoặc là trên highway, nên cẩn thận, nếu mà ai có tàu thì đừng nên DUI. Drink thì đừng có drive, nếu drink thì để người khác drive. Nhưng mà lái xe hơi đó thì mình biết là mình phải học cái bằng viết rồi sau đó mình học cái bằng lái. Về lái tàu như thế nào thưa anh? Lái tàu thì chỉ có đi đường thẳng, đường quẹo, nhưng mà khi backup thì phải ngó xung quanh. Thì khi mà quẹo trái quẹo phải thì phải cho nó một thời gian khoảng 2-3 second để quẹo, chứ không phải quẹo gắt giống như xa được. Phải từ từ. Nó có một cái buổi gọi là mình thi, rồi sau đó người ta cấp cho mình một cái bằng, là một cái thẻ như thế nào, như là một cái lái xe hay không thôi?
Nó không cần phải license đặc biệt, nhưng trừ khi nào mà phải lấy những cái yacht thôi, còn tàu nhỏ thì không cần, chỉ cần kinh nghiệm với lại cần nên vô cái mấy chương trình boating safety của california.gov.com hoặc là vô mấy cái boating của mấy cái hãng Yamaha, Kawasaki, nó có offer những cái chương trình safety boating ấy, thì mình học hỏi từ người đó. Luật lệ thì có lẽ là cũng sẽ rất là nhiều. Tuy nhiên, để mà nói một cách sơ sơ, anh có thể nói một vài cái nét căn bản của luật lệ khi lái tàu như thế nào thưa anh? Luật lệ đó là khi mình backup thì mình phải look around giống như chạy xe hơi. Nếu mà chạy thì mình phải chạy đi từ counterclockwise, là đi từ ngược kim đồng hồ. Nếu mà luật cho 35 miles per hour thì mình phải chạy đúng 35 miles per hour. Nếu mình thấy tàu chạy across thì mình phải yield. Nếu mà không yield thì có thể xảy ra tai nạn. Nếu mà hai bên mà không yield thì mình phải take responsibility, mình yield người ta. Còn không thì tai nạn xe hơi cũng như tai nạn tàu thì cũng nguy hiểm lắm. Nên nếu chạy tàu mà không có control thì cũng worse than accident trên highway. Hồi nãy chúng ta thấy có một số tàu cảnh sát bắt một số tàu cano. Và anh Tuấn cho biết là những cái người bị bắt như vậy thì cũng bị cái hồ sơ vào cái hồ sơ lái xe như thường. Anh có thể nói rõ chuyện đó. Đúng thật, nếu mà police mà gọi là water police mà stop you thì phải report DMV, everything mà police mà record you là DUI hoặc là over speeding hoặc là speeding unsafety, là everything mà bị police mà record thì đều vô điểm của DMV. Nếu mà bị suspend license trên tàu và tại vì bị DUI thì driver license của mình sẽ suspend luôn, either trên nước hoặc trên highway. Nếu mà những người mà bị police hồi nãy bắt là either unsafe hoặc là chạy zigzag hoặc là không có yielding mấy cái người xung quanh hoặc là in the crowd area mà chạy nhanh quá thì police nó cũng cho ticket. Trò chơi nào thì cũng có cái giá của nó, có nghĩa là vấn đề tiền bạc cũng là một cái vấn đề phải suy nghĩ khi mà muốn chơi cái trò chơi trên nước như thế này. Anh Tuấn, có thể nếu được anh có thể chia sẻ cái vấn đề mà về vấn đề tài chính như thế nào khi mà người ta muốn chơi cái trò này một cách cụ thể. Chiếc tàu như thế này thì người ta phải nghĩ tới cái giá cả như thế nào thưa anh Tuấn? Nếu mà tàu used thì có thể mua nửa giá. Còn tàu brand new từ dealer thì có thể mua full price, nhưng mà after a few years thì cái price nó sẽ bị depreciated, tại vì trò chơi nào ra cửa thì những đồ chơi nào thì cũng bị mất giá. Nhưng mà for peace of mind thì ai cũng thích mua brand new hết, nhưng mà nếu mà không có kinh nghiệm về tàu hoặc là mechanical thì nên mua brand new. Còn nếu mà có kinh nghiệm chút xíu thì check chemical của tàu hoặc là đi mua used lại thì cũng tốt. Thì cái phần mua used lại thì có phần hên xui, nếu mà xui thì bị gặp xui, nếu mà hên thì xem được tiền hay lại mua tàu được tốt. Một chiếc tàu 8 người cho gia đình như thế này trung bình người ta phải nghĩ tới khoảng bao nhiêu tiền thưa anh? Tàu 8 người thường speedboat này 18 feet thì trung bình nếu mà mua brand new thì khoảng 22-25 ngàn. Còn mà mua used thì nhiều cái chương trình ở trên website Google, Craigslist thì có thể nó bán used tùy theo người ta dùng bao nhiêu, với lại tùy theo hoàn cảnh người ta không dùng, hoặc người ta summer người ta bị nhiều hoàn cảnh người ta không thích, hoặc người ta có thể không có thời gian dùng, thì những cái cơ hội đó mình lấy opportunity mình mua lại thì có thể rẻ hoặc có thể hơn người ta không có dùng nhiều. Cái tàu này như vậy, còn những cái chiếc cano hai người mà mình chúng ta thấy rất là nhiều ở đây á, thì thường thường những cái chiếc đó là giá cả như thế nào thưa? Mấy cái Sea-Doo Wayrunner 2-3 chỗ ngồi thì có thể giá từ 4-5 ngàn, mới có thể từ lên 8-10 ngàn, tùy theo những cái loại horsepower nó output ra bao nhiêu. Nhưng mà the faster they go thì the more fun you have, nhưng mà cũng là more worry about cho cái speeding ticket, tại vì more advanced technology bây giờ là muốn chạy nhanh, với lại more speed control thì cũng có, nhưng mà nhiều khi người ta over speeding thì ticket cũng hơi đau tiền. Cái thú chơi tàu như thế này có phải là dành cho những người thực sự là dư giả? Cái điều đó thì tôi không biết, nhưng mà thì cuộc sống tinh thần thì lúc nào cũng quan trọng hơn cuộc sống vật chất. Nếu mà tinh thần mà bị chi phối nhiều quá thì lúc nào thì cái vật chất mình nó cũng bị dày dặn, nên
vật chất làm vừa đủ thì chia phân nửa qua tinh thần, thì làm bao nhiêu hưởng bao nhiêu, mình không có phải làm hưởng để thành Bill Gates. Thì làm một đồng thì xài khoảng 80 cent cũng ok. Cái gì cũng có bè có bạn, có lẽ bạn bè của anh cũng có những người chơi tàu như thế này, thì anh thấy trung bình giới nào là có khả năng những cái thú chơi tàu như thế này thưa anh? Tôi thấy giới này không có phân biệt, ai cũng chơi cũng được hết, cứ mua tàu là chơi thôi. Nhưng mà không có phải là, nhưng mà tùy người, người ta không thích mua tại vì người ta thứ nhất là sợ không biết lái tàu, người ta nói lái tàu khác với lái xe hơi thì đúng thiệt, nhưng mà cái safety là có quan trọng. Nhiều khi người ta không biết lái tàu mà xuống nó thử một lần mà thấy nó hơi mất control, người ta không có thích nữa thì người ta không có thích chơi. Còn đối với tiền bạc mà với tài lộc thì ai có tiền cũng mua được, ông không có tiền cũng mua được, cứ dùng đủ tài chánh mua thôi, trả góp cũng được, không cần phải giàu nghèo. Sẵn nói như vậy, anh Tuấn có thể chia sẻ là công việc hiện nay, công việc thường ngày của anh là công việc như gì thưa anh? Tuần này cũng đi làm bình thường, cũng 5 ngày một tuần giống như bà con phố Bô Sa. Thì tuần này thì làm về ngành radiology, làm ở trên LA. Thì cũng 5 ngày một tuần, 8 tiếng một ngày. Anh có thể chia sẻ những địa điểm mà giới chơi tàu thường hay tới ở California cũng như ở những tiểu bang lân cận như thế này? Tiểu bang Cali thì có nhiều hồ, nhưng mà most limit hồ thì thường có LA hồ, có Lake Pyramid, Lake Castaic, Lake Paris, OC thì có Lake Silverwood, Big Bear Lake, and further out to Nevada thì có Laughlin, Nevada, rồi có Lake Mead, Lake Mojave, Havasu, rồi những cái resort ở bên Lake Powell, Utah. Thì những cái lake đó thì nó more fun, nhưng mà more activity. Nhưng mà nếu mà ở bô xa mà chạy tới đó thì hơi xa, khoảng có thể 6-7 tiếng. Về mặt thủ tục đó, thì mỗi lần mình muốn đi cái hồ nào là mình cứ việc nhắm chừng rồi mình lấy xe mình chạy đi, hay là trước đó phải có những cái sự mà kế hoạch thời gian trước, gọi điện thoại để mà gọi là đặt chỗ hay như thế nào? Anh có thể cho biết rõ chuyện đó. Nếu mà hồ Logan Lake thì không cần, nhưng mà phải qua mình những cái điểm nó lại bị inspection. Nếu mà inspection fail là không được vô tàu. Nếu mà inspection fail thì trong 7 ngày mình không được đem lại chỗ cũ đó, mình phải đợi 7 ngày sau mình mới đem tới. Thì nếu mà inspection pass thì everything so ok, nhưng mà không pass thì hơi khó khăn chút. Inspect cái gì thưa anh, kiểm tra những cái điều gì? Inspection giờ như là trên tàu mình có bị có, nếu mà đi một cái lake chỗ khác mà không thuộc về tiểu bang Cali thì mình phải inspect trong đó có khô không, những cái phần, những cái fender, những cái hầm tàu, rồi những cái trong góc tàu nó phải có khô. Nếu mà có chút xíu nước ra là mấy người inspection không có cho pass, tại vì nó sợ những mấy cái mussel đi từ lake này qua lake khác thì nó sợ bị nhiễm trùng của bị nhiễm những mấy con green mussel từ hồ này qua hồ khác, nó sẽ làm nhiễm cái hồ, mostly ở California hồ thì nó supply nước cho people use, nên người ta rất là quan trọng về cái bị nhiễm infection. Một lần nữa chúng tôi đang ngồi trên một con tàu nằm trên dòng sông Colorado, và cái khu vực này là khu vực Laughlin. Anh Tuấn có thể cho biết vì sao mà cái chuyến này anh quyết định lựa cái địa điểm này? Laughlin is a fun thing to state. Nó giữa cả Nevada State and then Arizona State. Thì tụi này đang ở half của cái Colorado River, bên gọi là Arizona State. Overlook the other side là Nevada State, thì có mấy cái casino, Harrah's, Riverside, Laughlin. Nhưng mà mostly tụi này chọn cái này tại tụi này đi nhiều hồ, nhưng mà thường thường tụi này đi giống như nhiều chỗ mình không đi, mình phải đi lại, đi rồi mình phải đi lại cho nó nhớ, hoặc không là nhiều chỗ đông quá mình có thể book không được, resort nó overbook thì mình book không được thì mình không tới được. Thì những cái chỗ nào mà không có cần book thì mình tới được tự do. Đặc biệt chỗ này thì mình không có cần book, mình chỉ có mướn cái hotel resort rồi mình launch cái boat xuống là mình chơi thôi, mình không cần phải ở trong cái resort nữa. Như anh Tuấn vừa nói, đây là con sông Colorado, phía sau lưng chúng tôi là địa phận của tiểu bang Arizona, đằng trước mặt chúng tôi là địa phận của tiểu bang Nevada với rất nhiều cái casino ở đằng sau. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay ở đây, anh Tuấn có một chia sẻ gì đó với lại những ở Việt Nam chúng ta ở đây, những người chơi tàu cũng như những người không chơi tàu? Chơi tàu cũng không chơi tàu cũng là phút vui, tùy theo. Nếu mà người ta thích chơi nước thì xuống tàu chơi hoặc đi bơi, còn những cái nào không chơi nước chơi tàu thì cũng có món chơi khác, nhưng mà
đối riêng của tụi này thích nước, chứ thích đi hồ, đi sông, đi biển. Mà most time mà tụi này có tàu thì tụi này phải enjoy nó, chứ mình mua tàu mình để nhà mình không làm gì cũng thấy uổng. Mà đi tàu mình có cách là mình chạy, muốn chạy bao nhiêu mà chạy, mình đừng có over speed, như lại mình enjoy được cái natural của beauty của cái forest around us, nhưng mà núi rừng rồi cây cối, rồi nhiều khi mình tìm những cái chỗ hẻo lánh mà vô đó mình ngồi mình relax, cũng là một thứ vui. Còn tùy, nếu mấy người mà muốn enjoy theo kiểu khác thì cũng được, tùy theo. Nếu thích tàu thì mời quý vị cứ ra mua một con tàu nhỏ nhỏ thôi, rồi đi học một lớp boat safety, xong rồi enjoy on the water. Riêng anh Tuấn thì ngoài thú chơi tàu, những cái thú giải trí gì khác mà anh thường hay tham gia? Đối riêng với Tuấn thì chơi nhiều lắm. Tennis, water ski thì đang tập, snow ski thì cũng over number of years. Rồi chơi mấy cái khác như là mountain biking, free ride downhill mountain biking, and motorcycle, used to race motorcycle, nhưng mà mostly family fun now là chỉ có boating với water skiing thôi. Chúng tôi còn một câu hỏi nữa, tuy nhiên trước khi hỏi câu này thì có một cái yêu cầu là anh Tuấn có thể bỏ nón ra được không ạ? Đó, thì bạn bè của anh Tuấn chơi với anh Tuấn thì thường hay nói là anh có nét rất là giống với lại nghị viên Andy Watt của thành phố Westminster. Thì sẵn đây để coi như là một lời giải thích một cách rõ ràng với tất cả mọi người hâm mộ ông nghị viên Andy Watt cũng như những người hâm mộ anh, thì anh có thể cho biết rõ là quan hệ của anh với ông Andy Watt như thế nào thưa anh? Thật sự là Tuấn đây với Andy Watt là không có giống gì hết, tại vì cái khuôn mặt với cái kiểu cắt tóc của Tuấn với hồi xưa, với lại từ khi Tuấn mua xuống Orange County từ county khác, thì cái kiểu tóc cắt này từ lâu rồi, thì somehow nó match với cái người nghị viên Andy Watt. Chứ thật sự ra Andy Watt and I have no commitment look alike, không có giống mà cũng không có họ hàng hết, chỉ có giống mặt thôi, nên quý vị cũng đừng có lầm lỡ. Tuấn là Tuấn, Andy Watt là Andy Watt, không có giống ai hết. Anh Tuấn ở thành phố nào thưa anh? Tôi ở thành phố Garden Grove. Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Busan TV, chúng ta vừa mới nói chuyện với anh Tuấn Phạm, một thanh niên ở Little Sài Gòn, mà cuộc nói chuyện thì lại xảy ra ở ngay biên giới giữa địa phận Arizona và Nevada. Một câu chuyện rất là có tính cách giải trí, mang tới cho quý vị khán giả hiểu một phần nào đó của đời sống của thanh niên ở Little Sài Gòn. Người ta làm việc và người ta hưởng thụ, đó là một trong những cái nét văn hóa của người Việt ở Hoa Kỳ. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phố Busan TV. Chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị khán giả nhiều những cái chương trình có tính cách giải trí như thế này hơn nữa trong tương lai. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phố Busan TV. Cảm ơn quý vị nhiều. Enjoy the water and be safe on the water.